Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ theo chân anh kỹ thuật viên đến lò than Cẩm Mỹ, Đồng Nai để giao một cái cân điện tử chuyên cho cân heo anh chị ha. Cái chỗ bắn bằng nè. Để cái rồi. Đầu tiên thì cái mặt của mình nó không có gồ ghề, nó bị gồ ghề hay gì á, thì chị coi nó có bị gồ ghề hay không. Nếu mà nó có bật bơm bên nào á thì cái chân này chân tăng đưa. Chị dặn ra cho nó sát đất, không gồ ghề nữa. Bắt đầu chân cho nó sát được. Dạ, cái này thì nó có ba cái ốc ở đây. Chị mở ra, chị xoay xuống sau, chị kho cũng được, chị để trước cũng được. Tại nên trước sợ nó mấy cái rọ đó. Dạ, tùy theo cái mục đích của mình. Dạ, rồi ở đây. Cái này lớp này là cái lớp siêu. Dạ, cái lớp này mình lột ra ở dưới cái nắp thì nó sạch, nó đẹp hơn. Tại vì nó cạn cái lọ là dạ, dạ, cái này cái thì nó xấu. Cái này nó gấp ra, dạ. Mở cái lớp này ra là nó nhóc cái inox như này nè, thì nó sáng để trường chừng nào nó cấp thì mình gỡ ra, nó cấp thì mình gỡ. Dạ rồi, ở đây nút xanh là nút on, bật đỏ là tắt, thì mình bật rồi mình để cho cân nó khởi động nha chị. Để khởi động mấy giây phải không? Dạ, để khởi động tăng ra bây giờ nó sẽ tăng cái độ sáng lên cho anh chị dễ nhìn hơn. Nó về không không là anh chị có thể bắt đầu cân được rồi. Rồi trong trường hợp ví dụ như anh chị cân nó có cái lầm á, đúng rồi, cái lầm hai mấy lầm đó. Ví dụ như em là cái lầm đi, ừ. Mình bỏ cái lầm bên trước, đúng rồi. Bỏ cái lầm bên trước thì anh chị nhấn giùm em cái nút ta re này, ta re, rồi nó sẽ về không. Rồi khi anh chị bỏ cái lầm ra, thì ở đây nó có dấu âm là trừ cái khối lượng của cái lầm ra. Thì khi anh chị bỏ cái lòng với con heo lên thì cưng nó sẽ tính khối lượng trong con heo, nó trừ cái khối lượng lòng ra rồi. Rồi anh chị, nếu mà anh chị không xài nữa, anh chị bấm nút ta re lại giùm em. Là nó trở về không. Là mấy anh dễ mình cưng người nào kèo lên con thử đi. Con thử đi. Dạ, anh chị cứ lên anh chị cân thử. Lên nhiều cá về chưa? 51 giờ rồi, hiện tại là chị đúng á là 51,5 kg. Có chốt số chưa anh? Dạ chưa, hiện tại mình chưa chốt số. Rồi cài. Dạ rồi, chốt số cho anh chị. Rồi. Rồi, hiện tại cái giờ em sẽ cài chốt số. Rồi, bây giờ em đã cài chốt số cho anh chị rồi. Rồi, ví dụ như mình đặt cái con heo lên hay quẩy rồi họ anh chị. Rồi, ví dụ em lên đi. Rồi, nếu biểu tượng này là nó đã chốt số rồi. Thì nó có quẩy nữa thì cái số này nó là giảm đứng yên. Dạ, đứng yên. Để mình dễ đi cái kết quả hơn. Dạ rồi chị. Dạ chị đứng lên thử đi anh chị, chị đứng lên thử đi chị. Rồi, chị đợi xíu khi mà kết quả nó ổn định rồi. Rồi, rồi đó, 51,5. Rồi, chị có đậm hay cái gì á thì kết quả nó không có thay đổi. Dạ. Ở đây là cái đồng hồ này, ở đây có lượng pin là nó báo cho ba cục nha anh chị. Khi cái nào nó còn một cục á, dạ nó còn hai cục, khi nào còn một cục thì anh chị lấy cái sợi dây này, anh chị cắm điện, anh chị sạc giùm em. Thì nó tầm 4 tiếng, 4-5 tiếng là nó đầy. Thì chị tháo ra anh chị sử dụng. Rồi. Em đang đứng mình mở cái cổ ra đứng mình đây ra ở sau đó. Dạ, chị này. Lấy cái vít á. Chị mình mở ra mình xoay về thôi. Tại vì biết dạ. Sao cái lòng nó cao lên, dạ, mình khó thấy mình dạ. Quay mình ra cái lòng sau mình dồn. Đó, đúng rồi. Thấy không? Cái gì tới? Không, không cái rõ chứ, không có cái rõ, cái rõ nên sao đốt không không, còn ai đốt không cho má, ông nhớ không nó nhảy, nó nhảy thôi, thật ra làm biết sao chứ không nhảy, tại nó mất cái rõ đó mình. Nhưng mà
thông thường là cho mình có heo mình lùa trong đó lùa ra thì cái cân mình quay ngang lại chứ đâu phải để cái này thôi, quay ngang lại. Em thử quay mặt tối cho trong luôn đi giùm anh đi. Đó, quay cái cân lại đúng rồi. Đầu tiên là quay đúng rồi đó, nhưng mà sau đó quay cái cân hướng kia nữa. Quay cái cân. Quay cái cân. Dạ. Là cái xe nó cứ dê chỗ đây nó đổ vậy đó. À, cái nhà nhìn số rồi. Dạ đúng rồi đó đó. Dạ là đẹp. Ừ, đúng rồi, thấy rồi. Ừ. À, mình chỉ cần siết cái ốc này lại là cái cổ của mình nó cố định thôi. À. Rồi mình xoay lại thì mình mở ra. Dạ, mình dạ đúng rồi, ốc siết mà. Siết vô cái tay này. À. Rồi. Ở trong đây thì số nó càng thấy rõ hơn nữa. Ở trong nó thấy rõ hơn, ngoài này nó sáng nó chút gió. Dạ đúng rồi. Rồi cái đầu cân này á thì cái đầu cân thì em để trên này rồi, còn ở dưới cái cảm biến á là hiện tại anh chị nhìn thấy em đã bọc hết, bảo vệ hết rồi, em bảo vệ hết cái này rồi. Khung sắt thì khung em sơn tĩnh điện cho nên nó độ bền nó cao lắm, cho nên trong quá trình anh chị sử dụng á, nếu mà con heo nó lên nó có gì nó dơ hay là đất cát gì á thì anh chị cứ lấy nước xịt xịt thì rửa nước mát. Dưới kia là được rồi, dưới dạ, ở dưới thì anh chị xịt trên này đó thì sẽ tàn xuống đây đó. Dạ, ở dưới này anh nhìn thấy nè, nó có cái lớp bọc này nè, lớp chờ ở ba này nè, lại em là diễn kháng nước rồi nọ rồi nó bảo vệ cho cái cảm biến của mình như này. Cái gì nói cho hết đây chứ chưa chạy. Dạ, cho nên chị nói nước cho hết đây. Chưa xài lòng nào luôn. Chưa xài thì nói cho hết đây cho biết. Bây giờ mọi người mới thấy cái chậu này nó có bánh xe á, chị xài xong á ấy là chỉ xíu, là chỉ cứ vớt từ nhà gì đó. Chứ suy nghĩ của anh nó cái gì sợ nó mất vướng cái này nha, rồi trong bốn người kia á khó khăn. Tôi cứ nghĩ không biết cái cân này hay là cái cân kia. Mới đầu là định mua cái cân kiểu kia. Cái mẫu cân heo này thì rất là nhiều đại sản. Nó giới thiệu cái cân này, cái hôm giờ cứ suy nghĩ không biết lấy cái mẫu này hay mẫu kia. Chắc con vẫn không suy nghĩ thôi, lấy cái nào. Không biết mình lấy cái này. Rồi trong trường hợp này nữa anh chị nha, ví dụ như trong quá trình mình cân á, số của nó thay đổi gì đó, âm hay là bị dương gì đó. Tại đây nó hồi nãy hoặc là một video để đi tập cứ chở về không cứ để gì không rồi phải làm tắt rồi bắt đầu về công phòng anh chị bắt đầu cân. Cái đây mình chỉnh ấy rồi em chỉnh là cho nó khẩu vị như chốt số rồi. Dạ, em đã chỉnh chốt số cho anh chị. Rồi trong quá trình anh chị xài á, ví dụ như chị cân heo nó có vấn đề gì mà khúc mắc gì đó chị gọi lên số tổng đài giùm em, ở số tổng đài bên em sẽ hỗ trợ chị. Cái con này nó bảo hành được bao nhiêu? Dạ bảo hành được một năm bà. Một năm mà lỡ có lỗ nặng gì là dạ cứ gọi điện ra bên con hỗ trợ. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng chọn mua cân heo điện tử ZVKI520 chốt số chống nước của cân điện tử Gia Phát. Và trong quá trình sử dụng mà nếu anh chị gặp khó khăn gì hay là cần hướng dẫn sử dụng hay là cần hỗ trợ kỹ thuật thì anh chị có thể gọi ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì đội ngũ kỹ thuật của công ty cân điện tử Gia Phát sẽ hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể ạ. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy video rất là thú vị, nó hay và mà cái cân điện tử này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần của nó thì anh chị cũng có thể gọi nhanh đến số hotline từ trên màn hình luôn, thì cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.